Con màu đen là mẻo, con màu trắng là trao. Con này là con màu này là lầu. Con này body 6 múi nha. Con này là nấm. Mà không thấy mèo đúng không? Chưa đâu mới rồi. Sóc chào thấy nhà nè. Mèo. Mèo. Qua đây. Đằng kia có mèo con. Còn đây là hai chú mèo đang nằm. Hai con này hai con lầu nha. Còn bên kia là con, hình như nó là con lầu. Mấy con này là con, mấy con này và mấy con trao. Từ từ để coi lại. Con trao, con lầu, con nấm. Nấm là con màu trắng. Vậy hai con này con lầu. Với con bên kia nữa là con lầu luôn. Ủa sao không mấy con mẻo ta? Thì chuộng nó. Nghe nó làm dần bẹp. Đây quán mẻo trâu rồi. Ăn một lần rồi. Bây giờ ông nội ăn. À con mẻo đây nè. Mẻo đây nè. Sao ơi xong nè. Con mẻo nè. Mẻo nè. Thì trời tối thì mấy con này tập hợp ở đây. Bây giờ nó ngủ hết trơn rồi. Ở chứ không có đâu đừng đi với. Trời đang sập mưa. Thì mình lên. Đây, mèo trâu lầu. Mấy tai mèo. Còn đây là ba. Hơi mắc cười. Để lên rồi. Rồi ok tôi sẽ qua đây. Ông nội. Chào khán giả. Xong chưa? Nãy giờ gấu người yêu xong chưa? Xong rồi. Em nội lên chào khán giả nè. Đây là gấu dắt ông nội đi ăn mẻo cho lầu. Mẻo cho lầu rồi đi giới thiệu nè. Giới thiệu khán giả coi đây. Đi đi không thằng này nó không có trung rồi nó đi lại giới thiệu mấy con mèo coi. Con là body lớn, con là con body nha. Quay từ từ thôi. Gì vậy? Nó vui à? Nè quay gõ vì nhưng mà quay cái điện thoại nhiều vậy. Ú đây là chuồng con màu đen là con mèo. Con màu này là con trao. Con này con lầu. Con này con nấm. Con nấm, con lầu, con trao, con mẻo. Mẻo trao lầu nấm hả? Mẻo trao lầu. Mẻo trao lầu thôi chứ con nấm miếu. Đằng kia. Cái gì đâu? Ê, đằng kia có con mèo đang ăn kìa. Để qua đây. Rồi, đây là hai con mèo, hai con lầu. Một con lầu đây với một con lầu đâu? À, nó bên kia. Với một con lầu nó ở trên đôi. Cùng với mấy cái con của nó. Chuột của nó nhiều nơi lắm. Còn cái chỗ để mở cục màu nâu là chỗ màu hồng kia kìa. Đâu? Và chỗ trắng. Con mèo nằm chầm bợp đó. Rồi, cái gì mà... Có cái này ảo lắm nè. Đâu? Đây.
là con lầu đúng không? Cái chữ của nó có một body 6 múi. Trời ơi, quá ảo luôn. Còn cái con nấm này là đây. Mình giới thiệu đồ ăn đi. Đọc đi. Đâu? Giới thiệu nước chấm kìa. Con mèo nó bực lắm. Nó nằm vòng bẹp thôi. Nó bị cột lại nữa. Tội nghiệp, hơi tội nghiệp cho nó. Chấm gì? Chấm những mấy cái này. Đây. Chấm. Con là của con mèo ơi. Đây là ớt. Còn đây là đậu, còn đây là hành. Còn đây là đậu. Không biết. Còn cái này hình như là Còn này là nguyên cái hàng gâu. Còn đây là nguyên cái hàng đậu. Đây nguyên thì ớt. Để qua đây. Món con này. Đây chỗ ngồi của mình. Đây, để em dẫn. Rồi gấu qua đây ngồi ba nè. Qua đây nè. Qua đây sắp rồi, qua đây gấu ngồi vô không ha. Vâng. Gấu ngồi. Để tôi ngồi vô. Con mì. Gấu ngồi ba. Gấu qua đây. Con mì luôn. Con mì. Này. Con ngồi ra cho ăn. Và cái chén cũng có hình con mèo. Đúng là hay. Gấu qua đây không? Ngồi vô nè. Sắp qua đây nè, sắp qua đây ngồi anh hai. Và có nấm chiên trần. Gấu ngồi kìa đi. Gấu vô trong ngồi với ông nội đi. Rồi, cứ cô lẩu hai. Từ quay tiếp. Ngồi vô trước đi. Một chỗ cay với một chỗ. Một. Đây là một. Đây đợi con. Để vô cho thấy chứ con vừa quên. Con cầm quay từ từ thôi con. Còn đây là cái lẩu. Sao qua mẹ. Một qua bên này. Cay với một bên không cay. Đi qua đây đi, em chỉ bao qua đây. Đây mì. Đây là bánh. Nấm nào? Rồi, đi ra đây. Nấm. Có nấm chiên chăm luôn nha. Rồi, gấu qua đây nè. Đấy. Có mì nữa. Qua đây nè, con dơ mới lấy nè. Con mới dơ lên nè. Hiểu rồi. Hiểu rồi. Lên rồi ha. Ha. Lên hết luôn. Ha. Con mới đưa cho các bạn nhắn nội con thuộc thuộc nè. Phải chậm chậm thôi, con quơ quá. Quơ nhẹ thôi. Đi vô rồi. Để mẹ vô trong luôn đi. Bà đi ngồi mẹ nè. Con ngồi trong. Con qua đây con ngồi mẹ bà ẵm quá không chịu. Con ngồi ngồi trong. Nấm. Đây là bạn hướng dẫn. Để quay lại. Nãy qua trong đó cái đó quay. Mà. Các bạn có hơi gì là đi đeo lại và đọc. Cái gì? Video lại mà đọc chỉ cho mấy cái video. Đây là mì. Kinh nghiệm đó. Tự khắc giải chừng video là đọc. À. Kinh nghiệm vậy thôi. Để quay lại. Đây là cái nồi lẩu. Lẩu giả nha. Đây là heo. Còn đây là cá thì phải. Tôi đọc chữ được không? Ông hiểu người ta dịch lại đọc không à? Ông đọc cho nó nghe chứ. Trứng. Đây là trứng gà ta 29. Rồi được rồi, ông nội quay cho. Sườn gà. Ôi, sao bỏ tủ kia sắp vậy? Không? Cái lẩu chao này nè, sẽ cay hơn lại sushi. Cay hơn gì? Cay hơn. Quá là ngon luôn, quá là phê. Món này ăn được rồi. Quá là phê luôn. Bình thường là ngon luôn. Ơ, lấy con cái gì ơi. Rồi từ từ để cho nó xoay đi. Chén con mèo luôn. Chén thịt mèo luôn. Không. Rồi ai cũng ngồi yên nè. Ba đây có nước gì vậy ba? Không, Pepsi. Giờ có bài ấp à?
Chị đo đũa nữa nè, sao lại có chiếc nữa. Nè nè, sắp ơi, con nè. Bắt chị mà chị đủ món rồi nhé. Rồi. Rồi quay chứ. Ra ngoài chuồng mèo. Đây là mèo. Thôi vậy rồi. Lâu. Lâu lâu. Lâu ơi. Lâu à. Lâu. Lâu lâu. Lâu. Ở nó nói con ta chi đâu cũng bự rồi. Lâu ơi. Lâu. Lâu. Lâu ơi. Để nó kìa, nó nhìn kìa. Hello. Lâu. Cái kìa, cái con mèo. Ờ. Cái con mèo to nó nhảy lên kìa. Ơ mấy con dễ thương quá. Con mèo này nó trên. Lâu. Lâu ơi. Lâu. Nấm kìa. Nâng lầu. Đâu lại. Ủa con mèo vậy chưa ta? Con mèo đâu rồi? Con mèo đâu gì vậy? Con mèo á. Con mèo màu đen á. Mẹ nó nằm ở đây nè. Đi đâu rồi ta? Rồi nè mấy. Rồi nè mấy quả nó ăn nó. Rồi mày nó đâu rồi. Mấy con này bị nhốt ở đây rồi. Con mèo con rồi. Con nấm kìa, nấm. Nấm kìa, nó nhìn kìa. Thế là con này nó mặc áo màu trong dương hả? Cái con mèo là nó màu đen. Không biết con mèo ở đâu nữa. Sắp ơi, chào khán giả nè. Chào khán giả. Con mèo đen đâu rồi? Mà ngay ồ nó cũng có lý cha cha đó nó là cái này có hụt mèo ra lầu còn mẹ còn ra lâu rồi còn chết là nó mẹ đâu. Không đó, khoe con mèo đó con lầu. Mèo đâu, lầu. Đâu, đâu. Cái con mèo là nó màu đen. Ờ con nó. Mèo, con mèo màu đen đâu rồi. Nó không có ở nhà đi sinh luôn. Thì nó đâu vậy? Cái con màu đen trốn rồi. Nó lắm mới nhìn kì. Con nấm mới nhìn kì. Trắng rồi trắng. Em đứa là con màu đen với lăng lăng. À, cho mình nó đâu rồi. Nấm mới nhìn. Nấm nhìn kìa thấy không? Nấm nó nhìn bên kia kìa. À, con nấm nè. Nấm. Có dễ thương. Nấm tại. Này con nấm này tại cục. Nó là em bé của quán ai. Nó là em bé. Thấp ơi, con nấm là em bé. Này là con. Con lầu nó hay bực bội. Cái con màu đen lâu rồi. Chú kia giá được con màu đen nữa. Bực bội. Con lầu này một tháng thích ăn nằm ở một góc xì chiếc ở bò đi xa búa này. Con xa búa. Bò xa búa. Xa búa.
này con trao đẹp. Con này mình đọc đi, mình thấy xinh gái được con mẹo này. Mẹo mặt cọc thịt ngôi. Cái con nắm lên đường em á, nấu rồi gì? Cái con nắm lên đường em á. Con nắm này này, rồi này nó nâng em á. Mấy con mèo con kìa, nó đá nhau kìa. Nó mở mắt lên rồi kìa. Mấy con mèo con nó nằm ở đây. Mấy con mèo con kìa nó lớn rồi. Lớn rồi luôn, nó hơi lớn. Nó đang nhìn. Mèo màu đen. Để đây. Để nấu rồi. Đây nè. Hello đi. Hãy nào. Đi. Rồi. Sao muốn làm YouTuber không? Sao muốn làm YouTuber không? Sao? Sao ơi? Sao muốn làm YouTuber không? Sao muốn làm nữa kỳ nấu rồi. Nhìn này. Đây là con nhện. Thấy không? Ủa đâu à? Đây, trời ơi, con nhện kìa. Sao muốn làm YouTuber không? Sao? Sao muốn cầm này không? Thôi đi. Sao qua đây? Trời đang mưa ầm ầm. Xin chào cô. Ôi, ở dưới mở cửa hả? Thì ra là ở dưới là quán. Dưới là quán gì hả cô? Cái gì vậy đó? Quán khô bi lợn. Tên. Nè mẹo cho rồi. Để lên. Sao qua đây? Để mình nha. Ở trước cổng. Cái phô mai nó ăn nó ngon, phải tầm để nào mà ăn mặn giống mình á thì có thể hưởng cái nó rất ngon. Sắp phải đi xuống nữa, xem qua trên có gì không. Ơi trời mưa rồi, trời mưa rồi. Dạ chú. Ông đúng rồi, giỏi quá, đẹp trai vậy. Ăn chưa? Ăn rồi. Ngon. Ngon không? Ông thấy con lần nào chưa? Hả? Ông ấy thấy. Ông thấy con lần nào chưa? Chưa, bây giờ mới thấy đó. Nhớ có một ông nào đó ở đây. Con ăn cái này 2 lần rồi. Lúc ăn 1 lần là con nghỉ khách sạn ở đây luôn. Còn bê lúc ăn thì qua khách sạn khác rồi. Ông nội thì đâu vô coi đánh giá coi mấy sao. Đánh giá chỉ có 1 cái mà.
đi xuống. Thấy rồi nha. Để đi xuống chút rồi. Nó ngon lắm. Đứa nào thích ăn bệnh như mình á thì cứ thử cái món này. Ăn thử gọi hay dĩ đi. Đi xuống còn bệnh. Mưa. Đây gì ta? Nhà. Còn đây là cái nhà tiếp. Nhà gì vậy? Đồ hoài ta. Biết rồi. Biết rồi. Mưa các bạn biết rồi. Mưa. Đâu cái gì cực. Méo chân rồi. Méo chân. Mày nhìn thấy tỷ lần rồi. Ơi, mày có. Cơ mày con nó biết nói được thì nói ơi. Không nghe tiếng mèo không? Không. Ôi con mẹ này nó lôi đi đâu vậy cha? Nó đi xuống. Nó không biết đi xuống rồi mình nói rồi. Hình như con nhỏ chưa chết. Nó cắn, nó cắn cái mùi nữa. Ơ dễ thương. Còn hai con mèo luôn. Chị ơi. Con mèo này nó chút bạn được không? Con mèo này. Mèo. Nhỏ cha lầu. Cái con này là mèo trai lầu hả nó? Đúng rồi, con nấm. Cái con này là mèo trai lầu hả? Mèo trai lầu tên quán. Đây là cái gì? Không biết. Đi vô đây coi. Đi vô đây ngồi. Ôi, quá là trời luôn. Đi ngồi nghỉ chứ. Còn đây là khiên bản mấy con mèo ăn. Ở khiên bản này không có thịt đâu. Mấy con mèo ăn thịt nè. Còn có có phô mai quá trời luôn. Ủa mì 7 màu nữa. Ảo thấy à. Nghe tiếng ống bay. Nhẹ nhàng thôi. Ủa con đi con rớt đồ vậy? Đưa ông nội hỏi ông nội. Con đi con nhẹ nhàng không làm gì đâu. Bà hỏi đưa nhìn đường. Meow.
phải làm nữa. Ở đây có thời gian việc không làm.